một giờ sáng theo Linh để hai anh em đi thăm cậu Văn. À. Mấy bữa trước cá dữ không? Con này cua đá ha. Cua cúm. Cua cúm à. Trời ơi, nó ăn rồi. Dễ gì dính đó. À. Dướng cái càng. Cá mà dính cua đúng rồi. Hôm nay mình cũng đi quay vòng vòng chỗ kia hả? Ừ, anh mới anh đi gần Cỏ Đông rồi anh đi xuống An Giang. Có ghé chợ gì? Có. Ghé ở Tam Thuận Hiệp sửa cái hộp số. À như anh ghé ở trên kia đó cho thấy đang mài đang giải đá không? Ừ, đang mài đá.
Cá măng ếch phải không em? Cá măng ếch. Kiếm cá ngát sự khó quá. À. Thấy được cả mọi người. Tối qua đáy em đỡ không? Cũng được mấy con cua quá. À. Tốt. Cá sủ. Sủ vàng nè các bạn. À. Sủ nhỏ. Dòng họ cá đù.
nhạt. Cá đủ nước hay là cái năm nay cá ít ra Linh? Đó mình muốn ấy, cá nó hay là chứ cũng phải được kèm đèn quá em ngát luôn hay quá em câu nên mới bắt được con cá nhé, trọng trọng nhìn thấy cá cái bằng ếch gì xíu thì hũ dính con cua rồi cúm rồi kẹp vô sao vô cái cạn rồi.